Thưa quý vị và các bạn, năm hết Tết đến, người Việt chúng ta thường có nhiều tục lệ vô cùng thú vị, một trong số đó là tục du xuân đầu năm. Đây được xem là một cách để gia đình chào đón những điều may mắn và suôn sẻ. Ngày nay, du xuân còn là dịp để tất cả các thành viên quây quần bên nhau đến các đình chùa, danh lam thắng cảnh, chợ cổ ở các làng quê hay các khu đô thị sinh thái để cùng nhau ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào nhất. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những điểm đến lý tưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho chuyến du xuân đầu năm. Chợ Nôm, một trong những khu chợ cổ nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay. Trước kia, chợ Nôm chính là phiên chợ nổi tiếng để trao đổi buôn bán, nguyên liệu cho thợ đúc đồng của cả khu vực. Ngày nay, các mặt hàng bày bán ở chợ rất phong phú đa dạng. Từ lâu, đi chợ quê Tết là một nét văn hóa không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Anh không buồn, cũng phải đi già rồi, phải đi chợ mua sắm Tết cho các cháu. Cùng trở về với không gian cổ truyền, hành trình du xuân sẽ đưa khán giả đến với xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ để cùng chìm đắm trong vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ. Không khí mùa xuân còn trở nên rộn ràng hơn tại địa điểm vui chơi giải trí thu hút đông khách tham quan, đó là khu đô thị sinh thái Eco Park. Hay rực rỡ hơn tại các làng hoa của Văn Giang. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu đời, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Những du khách đến từ nước bạn Lào sẽ đưa quý vị và các bạn đến thăm chùa Tiên Quán tại huyện Kim Động và chùa Phúc Lâm tại Ân Thi để khám phá nét độc đáo của các ngôi chùa này. Em cảm ơn Đài truyền hình Hưng Yên và chùa Phúc Lâm Tiên Quán đã cho chúng em có một chuyến du xuân thật là ý nghĩa. Phúc Lâm rất là đẹp, rất thích phùa chùa này. Điểm nổi bật của chương trình du xuân là sự tham gia của các du khách là người nước ngoài hay kiều bào Việt Nam trở về từ nước ngoài. Những cái nhìn mới mẻ, những cảm nhận lần đầu tại các điểm đến hứa hẹn sẽ tạo sức hút mới cho chương trình. Hãy đón xem chương trình du xuân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình cũng được đăng tải trên các nền tảng số của đài. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.